Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm qua đến hết hôm nay, Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm nay, mưa lớn giảm dần. Cũng trong khoảng thời gian trên, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to, vài nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày mai, mưa lớn giảm dần. Hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng phía Nam Sơn La và Hòa Bình mưa vừa. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên trời nhiều mây, có lúc mưa rào nhiều nơi, một số thời điểm mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong ngày có lúc trời giảm mây, giảm mưa, hửng nắng yếu, đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn tại khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị. Về cơn bão số 4, sau khi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h, sau đó tan dần. Tuy nhiên, hình thái này vẫn gây thời tiết xấu cho các khu vực nó đi qua.